Để đến với lesson tiếp theo và trong lesson ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào dạng matching features dạng này thông thường là chúng ta sẽ đi nối tên của các nhà khoa học tên của những cái người gì đó hoặc là nối tên của những cái địa danh rồi đây chính là cái cái bài người ta cho mình danh sách một cái tên người nè ví dụ như bài này là tên người nè và người ta cho mình một cái danh sách những cái nhận định của những cái người này Nhiệm vụ của mình là xem nhận định này là của người nào. Đó. Và có một lưu ý ở đây đó là những cái đề nào mà có cái dòng này nè. Có cái dòng là you may use any letter more than once thì chúng ta được phép sử dụng những cái ký tự này nhiều hơn một lần. Bạn có thể sử dụng bất kỳ cái ký tự cái abc này more than once là hơn một lần. Ví dụ như, ví dụ thôi ở đây câu 8 là A đi thì câu 11 cũng có thể là A nè. Mình có thể sử dụng cái ký tự A này hai lần, ba lần tùy mình. Đó, những cái bài nào mà có cái dòng này thì mình mới được phép làm như vậy. Còn khi mà không có thì mỗi ký tự mình chỉ dùng một lần mà thôi. Đối với cái dạng này thì mình có một số lưu ý. Thứ nhất đó là việc đầu tiên mình cần cần làm đó là mình tìm toàn bộ cái tên này trong bài cái đã dạng này không khó nó chỉ tốn thời gian thôi mình đó mình scan bài mình tìm toàn bộ cái tên một cách nhanh chóng và mình gạch trên những cái tên này trong bài và mình chỉ ưu tiên đọc những cái nó có dấu nháy mà thôi đó mình lưu ý khi mà tên người xuất hiện á thì cái nhận định của người ta thông thường sẽ nằm trong cái dấu nháy nếu mà mình tìm ra được tên người và bên cạnh nó có dấu nháy thì đây chính là cái mà người này người ta nói rồi tên nào xuất hiện ít thì mình ưu tiên làm trước ví dụ như cái tên lucia gì đây xuất hiện một lần thôi mình ưu tiên mình làm còn cái tên rod này nó xuất hiện hai ba lần thì có thể là nó hơi khó một tí xíu mình ưu tiên tên nào chỉ xuất hiện một lần mình ưu tiên làm trước rồi cái thứ ba đó là như vừa rồi mình nói thì mình lưu ý đến cái dòng chữ này rồi đây là cái bài mà mình sẽ đi giải ngày hôm nay rồi đây là cái câu hỏi đây mình thấy nè một danh sách người thì cái điều đầu tiên mình cần làm đó là đây là cái các bước làm bài mà lần trước mình có nói qua rồi đúng không rồi đầu tiên cần làm là xem cái tiêu đề nè here today gone tomorrow here là ở đây hôm nay gone là đi mất ngày mai mình biết vậy thôi thật ra đọc tiêu đề cái này mình cũng không đoán được bài này nói về nói về cái gì cả nhưng không sao. Rồi. Bài này có cái dòng chữ mình có thể sử dụng bất kỳ cái chữ cái nào hơn một lần. Mình lưu ý. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là phải đi tìm toàn bộ bốn cái tên này trong bài mình phải tìm thật nhanh, scan thật nhanh. Rồi, một tên. Tiếp tục. Hai tên. Ba tên. Rồi, tiếp theo coi. Bốn tên. Rồi bốn người mình đã tìm đầy đủ bây giờ mình mình xem thử nè rồi bên cạnh những cái người này là có những cái dấu nháy nè cái mà nằm trong dấu nháy chính là cái mà người ta nói cái nhận định của người ta đó mình có thể đọc cái này trước nhưng mà khi mà đọc cái này nè lát nữa khi mà làm bài nhiều bạn họ quên mất họ quên mất luôn do đó mình có thể đọc nhận định và mình xuống mình đọc cái này để cho đỡ tốn thời gian rồi. lúc mình xem coi cái bà Luisa này bán nói cái gì. lúc look at looking at six years worth of data 6 năm dữ liệu gì đó. Con người người mà tới cái khu vực này. Region là khu vực, polar là gì mình không biết, nhưng mà người mà tới khu vực thì 25% go for a second time là tới lần thứ hai những người mà tới khu vực thâu lờ thì 25% tới lần thứ hai rồi mình bà nói vậy thôi bây giờ mình xuống mình xem câu 8 một vài khách du lịch tin rằng họ nên họ không nên delay là trì hoãn họ không nên trì hoãn bà này không nói gì về việc trì hoãn câu 8 bỏ câu 9 có một vài danger là nguy hiểm ở cái vùng này không nói gì về nguy hiểm không nói gì về vùng này bỏ Tiếp famous people nói về người nổi tiếng có không? Không hề có người nổi tiếng Không hề có global warming Tiếp tourist du khách make more than one là hơn một lần Tới Pau, Pau này chính là Polar Regions Đó, có phải là tới lần thứ hai có nghĩa là tới đây hơn một lần Vậy 11 đáp án là A Và mình có những cái từ khóa bằng nhau đó là make more than one trip bằng với go for a second time to the pole bằng với to the polar regions đó people bằng với tourists đó rồi tiếp tục đến cái cái ông này ông này nói trong cái ngoặc này thôi nè mình chỉ chú ý tới cái ngoặc này thôi nè du lịch ở antarctica not là không mà không có nguy hiểm rồi cái này là bằng với nguy hiểm thì mình nhớ lại cái hồi nãy có cái từ danger đây nè đó, có cái Antarctica luôn nè Đây, Antarctica Traveling to Antarctica bằng tourism in Antarctica Rồi Có một vài nguy hiểm sẽ bằng not without is risk Đó, vậy suy ra câu 9 là do cái ông Downey gì đây ông nói Vậy là B Đó Rồi tiếp tục Đến với cái người này, mình chú ý nè Cái từ, cái ông Frick này nè mình lưu ý gần ổng có tới hai dấu nháy lệnh có tới hai cái cặp dấu nháy lệnh do đó ông này ông có hai cái nhận định thì mình xem thử coi nè no survey có nghĩa là không có cái cuộc khảo sát nào cần phơm là xác nhận không có cuộc khảo sát nào xác nhận người ta đi nhanh chóng tới xem cái khu vực này trước khi nó thay đổi không có cái xác nhận không có cái nghiên cứu Ờ, cái khảo sát nào xác nhận rằng người ta đang đi tới nơi này nhanh chóng mình xem thử coi không nói gì tới delay rồi không nói gì tới người nổi tiếng no evidence rồi mình lưu ý nè no evidence có nghĩa là không có chứng cứ nào có nghĩa là bằng với không có cuộc khảo sát nào chứng minh điều này xác nhận điều này visitor bằng people her a hurrying bằng với a going quickly to hurry là vội vã go quickly là mình đi nhanh chóng tới đâu đó có nghĩa là mình vội vã mình đi tới đâu polar regions bằng với the poles vậy đây là do ông downey nói đúng à ông frick nói đúng không ông frick là câu c đây chính là câu c ông frick còn nói thêm một điều nữa ở bên dưới do đó mình phải lưu ý hết sức nè tuy nhiên hillary clinton many other big names Big name ở đây là những cái người nổi tiếng bằng với famous people nè Người mà đến đây Rồi đây Để see effect of climate change Effect The effect of Bằng với the impact of Có nghĩa là ảnh hưởng của Climate change bằng với global warming Sự biến đổi khí hậu bằng với sự nóng lên toàn cầu Vậy câu này chắc chắn do ông này nói luôn ha Vậy là câu C đó chúng ta thấy cái ký tự C nó được lặp lại hai lần nè Rồi bây giờ còn câu 8 thì còn cái người này thôi Mình xem thử coi có phải là câu này không There's, họ nói gì đây There's an element of do it now Làm ngay bây giờ đi Thì một vài du khách tin rằng họ không nên trì hoãn du lịch Có nghĩa là làm ngay bây giờ đi rồi mình đọc thử cái câu có vị khách du lịch nè. Có làm cái này. Bây giờ mình đọc thử câu trên coi có phải khách du lịch nghĩ vậy không. It could seem that this clock is more but growing factor for some tourists uh, Growing factor là nhân tố cho một vài vị khách Có một vài nhân tố nói rằng hãy làm ngay lập tức đi Có nghĩa là đừng trì hoãn nữa Rồi vậy câu 8 là D Do it now bằng với should not delay Rồi, đó chính là cái cách thức mà chúng ta làm một cái bài Chúng ta vẫn dựa trên cái việc là gặt từ khóa chỉ đọc chốt cái này thôi mình lưu ý nha trong bài văn nó có rất nhiều cái câu này nè mà mình đâu có cần tới những cái câu như vậy đâu mình chỉ chốt những cái câu có ngoặc nháy chính là những cái gì mà những cái người này nói rồi đọc và so sánh cái cấu trúc nếu câu nào không dịch được so cấu trúc đối với những cái câu dưới đây rồi đây chính là bảng từ đồng nghĩa rút ra cho bài này và những cái từ mình cần học đó rồi mình sẽ có rất là nhiều bài tập cho cái phần này các bạn hãy làm những bài tập trong sách bài tập trước khi mình xem cái video sửa bài xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiết sửa bài